Sáng nay 16 tháng 8, theo chỉ đạo mới, shipper tại thành phố Hồ Chí Minh được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quan. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu hoạt động liên quận do siết chặt thời hạn giấy đi đường nên nhiều tài xế không qua được chốt và gây nên tình trạng ùn ứ kéo dài. Ngay từ sáng sớm, nhiều chốt kiểm soát COVID-19 đã xảy ra tình trạng ùn ứ theo nhiều ứng dụng gọi xe và giao hàng như Grab, Gojek nào, phần lớn các shipper đã được trang bị đầy đủ băng tay, bảng tên nhận diện, nhưng do việc siết chặt thời hạn giấy đi đường khiến cho các shipper vẫn gặp khó khi đi qua các chốt kiểm soát để giao hàng liên quận. Bên cạnh đó, việc liên quận là được giao toàn thành phố, nhưng mỗi quận lại có những chỉ thị riêng đi kèm, nên nếu các shipper không nghiên cứu kỹ các quy định, mang đầy đủ giấy tờ thì sẽ gặp khó khăn khi qua các chốt kiểm soát và buộc phải quay đầu.